Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Tô Vi Như. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, ngoài việc chú ý vấn đề vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, tránh chạm vào mắt mũi miệng, vậy chúng ta khi nào cần phải đeo khẩu trang? Thứ nhất là khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe taxi, khi ra vào bệnh viện, khi đi đến nơi đông người, khi ở nơi có không gian khép kín, không thông thoáng. Ngoài ra, nếu không thể đảm bảo giãn cách xã hội, thì nên đeo khẩu trang trong suốt quá trình, ví dụ như đi thang máy hoặc trong lúc hội họp. Khi cơ thể xuất hiện triệu chứng sốt và ho hoặc mệt mỏi, phải đeo khẩu trang y tế và nhanh chóng đi khám bệnh. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, nên đeo khẩu trang đúng cách, nên chú ý vệ sinh đôi tay khi đeo khẩu trang, tránh chạm vào mắt mũi miệng. Khẩu trang sau khi sử dụng nên vứt vào thùng rác. Chúng ta hãy cùng góp sức bảo vệ sức khỏe bản thân và cho cộng đồng.